Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập 6 của Garden City. Để xem hôm nay sáng sớm vào game có gì may mắn trong game không ha. Ok, chứ bên The Battle Cat bữa tôi chơi đúng xui luôn. Wow. Mới sáng sớm nhận được gồng cấp E hả? Ủa sao vậy? Đang có sự kiện nhận gồng hả ta? Ôi mình không biết luôn, nhưng mà tự nhiên được nhận gồng cấp E tỉnh bơ luôn. Tỉnh bơ hạt mơ luôn. Không hiểu. Ok, nhận free thì mình lấy thôi chứ gì đâu. Nhưng mà hình như con cấp E với con cấp VA con nào ngon hơn em? Mình không biết luôn ấy. Đây một con rồng cấp E bán với giá là 1.2 triệu, 1.2m. Còn con này 1.2. Mấy cái quả này mình chưa up luôn ấy. Cứ ở trong kho hoài luôn. Rồi cái này là cái gì đây? À cái trời, trang trí, đồ vật trang trí nhỏ xíu vậy. Vậy mà nhìn cái đồ họa nó bự lắm ha. Nhưng mà vô trang trí còn có chuét à. Trứng này 100k, trời cuội này cũng vậy luôn. Trời mấy đồ này trang trí nhỏ xíu gì trời. Vậy mà sao phát họa lên bự vậy? Đây con gầm cấp L của mình bữa mình có up cái video lên thì mấy bạn nói con này khá là ngon luôn, hình như có cái chiêu hút máu gì nữa ấy. Rồi lên level 16 luôn rồi. Vậy là mình được lập ban hội rồi đó mọi người. Cái này là mọi người phải vô ban hội chung với mình nha. Ủa sao con này chưa tiến hóa ta? Thường thường mấy con gầm mà bình thường là tầm level 5, của level 3 hay level 5 gì đó là nó tiến hóa, con này lên level 14 luôn. À con này level 15 mới tiến hóa. Ăn muốn muốn hết trái cây luôn mới tiến hóa. À, cái này phải nâng cấp lên. Đó, lên level 16 rồi đó. Là mình sẽ có thêm cái gọi là sao ta? Mở ra cái ban phái hội nhóm để giao lưu đó. Gì đây? What name do you want? À cái tên muốn sử dụng. Rồi giờ là gom tiền nè, quá trời tiền luôn. Thành tỷ phú. Ui, giờ mình mới để ý là tiền mình 1.51m ấy. Con này gầm cấp E bữa mình nhận được nè. Phải không ta? Nhận nhiều gồng E quá không nhớ luôn ấy. Để cho nó tiến hóa thử nha. Nhưng mà cấp L vẫn ngon hơn chứ. Cấp L mình được có một con thôi. Cấp H còn chưa có nữa mà. À cấp E là tầm level 7 là nó tiến hóa rồi. Cấp L là tới level 15 mới tiến hóa lận. Đỉnh của chớp luôn. Rồi chiến quá, nhìn con này chiến quá. Nhưng mà nó không mạnh bằng gồng L ha. Gồng L là chỉ thua gồng H thôi. Còn giữa VA với E thì mình không biết con nào mạnh hơn luôn. Có bạn thì bảo là VA. Ủa đúng rồi, mà mình thì mình lại thấy là E. Thôi cái này từ từ để mọi người xem video thì mọi người sẽ giải đáp thắc mắc cho mình bên dưới phần comment nha. Rồi cái này thu tiền nữa nè, thu tiền quá trời luôn. 1.76m luôn rồi mọi người. Wow, không lâu lâu không để ý tiền nó tăng lên dữ thiệt luôn á. Bây giờ đi nhiều tiền quá thì làm gì? Đi tạo bang phái đi. Chưa mà, chưa khoan. Tạo là mình sẽ tốn 300.000. Không biết đặt tên gì luôn ý. Đặt tên gì giờ ta? Nhi gì ta? Nhi Garen. Ok không? Tại vì cái game này là game rồng mà. Rồi tới phần dưới là ghi giống như là một cái thông tin về nhóm của mình hay sao ta? Một cái câu slogan đại diện cho nhóm hay sao ấy. Thôi cái này từ từ đi. Mình muốn hỏi ý kiến mọi người nên đặt tên gì quá. Để từ từ rồi mình sẽ quay lại cái phần đó sau ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với chuyên mục khám phá game tiếp thôi. Rồi lấy tiền nữa nè. À hình như đúng rồi. Đang có sự kiện đúng không ta? Chưa khoan, để mình đi up cái trứng này cái đi. Một trứng rồi. Bây giờ sẽ sử dụng tới trứng mắc tiền thứ hai ha. 100k. Của vậy 50k luôn cơ. 200k gọi. Ok, sử dụng trứng này để trứng này là đắt nhất rồi đó. Đắt thứ hai thôi chứ không phải đắt nhất nữa. Còn nhiêu là trứng cùi thôi. Rồi, bây giờ sẽ nâng cấp cái này 800.000. Rồi, tiền giảm luôn rồi. Từ hàng triệu mà bây giờ xuống hàng ngàn luôn. Tiền đúng giảm nhiều luôn á. Hồi nãy đúng giàu có luôn. Bây giờ nghèo rồi mọi người à. Cái sự kiện này Herrick. À giống như cái sự kiện đợt trước hay gì ấy, là giống như là mọi người đi mấy cái lab rồi mọi người mà đứng nhất hay sao là mọi người sẽ nhận được một con gồng cấp
Heroic là cấp H, là cấp mạnh nhất ấy, là con rồng này nè. Nhưng mà mình không có hiểu cách chơi, mình chỉ biết là bấm spin quay vậy thôi. Đó, còn như là đây chinh phục mấy... À, mình đang ở lớp 1 thôi. Hình như có bao nhiêu lớp ta? Mình không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là mình không hiểu lắm cái sự kiện đó, nhưng mà sự kiện nó sẽ nhận được rồng cấp H. Đó, đại khái là như vậy ha, mình hiểu năm nay như thế thôi. Còn cái sự kiện đó mình không biết chơi luôn. Bởi gì đây? Sao nhiều cái mới mẻ vậy ta? Sao nhiều cái mới vậy? Mấy cái này là giống như là bữa mình gọi là cái gì quên mất tiêu rồi, nhưng mà thu thập được đủ thì mình sẽ nhận được một con rồng nào đó ha. Thôi cái này khó quá bỏ qua, cái gì khó quá thì mình cho qua đi. Giờ mình đi coi sự kiện tiếp nè. Sự kiện tiếp theo là cái sự kiện này chơi được nè. Mình có đọc comment thì mấy bạn nói là mình đi. Rồi ok, mình nhấn vô, mình sẽ giải thoát cái con rồng này ha. Đó là mình đi hết cái đường dây của nó, mình đi tới cuối cùng luôn, mình sẽ nhận được con rồng. Nhưng mà hồi lúc mình chơi mình không biết mọi người, mình đang đi cái dây này ha. Ví dụ như mình đang đi cái dây màu đen, cái hơi cái mình phóng qua cái dây màu tím. Đó là nó là bậy nha mọi người. Mình phải đi một dây là đi cho hết luôn, là cái điểm đến của cái dây màu đen mình đang đi nè. Đó ok, giờ chơi chơi tới bến với nó luôn, chơi khô máu với nó luôn nè. Chơi để lấy được con rồng này, mặc dù con này là cấp mấy trời? Cấp R thôi. Cùi gì? Gì cùi vậy bay? Gì cấp R vậy? Phải VR cũng đỡ trời, con này có cấp R à. Thôi mà giá nó cũng rẻ. Theo như là cái mình có 955 cái thẻ xanh thì mình có thể đi hết á. Mình có thể đi hết cái đường dây này ấy. Tại hồi trước mình không biết mọi người, mình đi phân nửa xong cái mình phóng qua dây khác mình chơi. Nhưng mà mọi người nói như vậy là không được, mình phải đi tới cuối cùng mình sẽ nhận được con rồng ha. Nên là bây giờ mình đi một dây một thôi, mình đi dây màu đen này thôi. Mà con này cùi quá, mình đi hết luôn là mình nhận được rồng cấp R thôi. Nhưng mà biết sao giờ mấy con kia mình chơi đâu được đâu. Mấy con kia mình chưa có đủ điều kiện để chơi. Mà ở đây thì cũng không có con nào cấp H hết. Có cấp L. Ủa cấp L cũng ngon đi. Nhưng mà mình sẽ nhận được rồi ok. Đi tới mức này là mình sẽ nhận được cái chìa khóa màu xanh, là mình sẽ mở được con rồng cấp VR. Đây cái con mà hình bông hoa màu trắng trắng ấy mọi người. Này là cái gì đây? Không biết nữa mà giờ mình đi tiếp nữa nè. Đó là sẽ nhận được một cái chìa khóa màu xanh. Cái chìa khóa này sẽ mở con rồng này. Đấy, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Đó là mình có thể đi được thêm cái dây màu xanh này đó. Nhưng mà không đủ thẻ để chơi nha mọi người. Mình chỉ có thể đủ để chơi cái dây màu đen này thôi. Rồi cái này từ từ để tính sau đi. Giờ mình đi hết cho hết cái dây này đi, chứ bây giờ mình sắp tới đích rồi mà bỏ cuộc giữa chừng thì uổng lắm. Uổng công sức nãy giờ mình chơi. Đó, giờ cố gắng chơi cho hết luôn. Càng ngày đi thì tiền cái thẻ xanh nó càng tăng lên ha. Cái con ủa cái gì đây? Có em block 200. Ui 200 thẻ luôn á. Còn vậy là nếu mà mình chơi là mình còn có 85 thẻ thôi. Gì xàm vậy trời. Đúng bào thẻ tao luôn. Rồi ok, giờ chọn rồng để đấu hả ta? Tất nhiên mình phải chọn con cấp L rồi. Phải chọn con này thôi. Cho nó ăn thêm không ta? Ủa sao? À rồi đây nè. Cho nó ăn thêm không ta? Sợ thua quá à. À thôi ăn cũng không được nữa. Ăn phải nâng cấp lên nữa. Thôi không được đâu, không được đâu mọi người ơi. Nếu mà làm nhanh thì phải 8 kim cương. Kim cương khó kiếm lắm, mình không nên lãng phí như vậy. Giờ vô đấu luôn, chẳng lẽ mình thua nó. Con này cấp gì? Con này cấp gì vậy? Ôi mình cũng không biết con này. Ui rồi đúng cùi luôn. Ủa đấu con hả? Mình tưởng đấu tầm ba con chứ. Trời dễ mà. Ok bây giờ là tới điểm cuối cùng là mình sẽ nhận được con rồng cấp R này. Hơi cùi xíu luôn á. Không phải hơi cùi xíu nữa mà là quá là cùi luôn. Quá cùi. Rồng phải rồng VR cũng đỡ đi. Cấp R thôi. Đây có cấp E nữa. Ôi mà mình vẫn thích cấp L ha. Cấp L mới mạnh mọi người à. Mà không có cấp H.
Còn có 7 thẻ rồi chơi kiểu gì trời. Còn 7 thẻ rồi chơi kiểu gì. Giờ mình sẽ đi ấp trứng cấp R ha. Lần đầu tiên mà mình chơi sự kiện mà được những trứng luôn á. Thiệt đó, giờ mình chơi cái game này mà mình chưa bao giờ hoàn thành, gọi là bơ phạt một cái sự kiện nào hết. Lần đầu tiên. Giờ mình sẽ ấp nó. Ủa đâu đâu còn chỗ ấp nữa đâu. Nãy mình ấp hết 3 trứng rồi ta. Đúng không? Rồi luôn, hết chỗ ấp luôn. Ủa cái này cái gì mới lạ vậy bay? Review xây dựng cái gì hả? Một con rồng, hai con rồng, ba con rồng. Sand Garden. Gửi nó vô đây hả? Gửi vô được tiền hả ta? Thôi cái này từ từ đi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo và nhiệm vụ cuối cùng trong tập ngày hôm nay đó chính là tạo hội nhóm. Ok. Đây tạo nè, tên nè là Nhi Garden. Rồi vậy đi ha. Tiếp theo là câu của nhóm là hợp tác và phát triển. Rồi vậy thôi. À, rồi giờ chọn cái biểu tượng nè. Để coi biểu tượng nào chiến ngầu ngầu ta. Ê khoan, để mình thêm chữ YouTube vô nữa. Đó, cho anh ta biết. Cho mọi người biết ha. Đó, Nhi Garden YouTube. Đó, ok rồi đó. Hoành mỹ. Rồi, bây giờ tới đổi cái biểu tượng nè. Biểu tượng nào được đi ta? Biểu tượng nào... không biết luôn. Có ly cà phê nữa kìa. Thôi. Cái biểu tượng này được nè. Biểu tượng cúp biển nha mọi người. Đây đây đây, cái biểu tượng màu đen nè. Đấy, giờ nhìn là chiến liền. Tiếp theo open là mở. Còn cái này là riêng tư mình hả? Không, mình phải mở ra cho mọi người vô chứ đúng không? Vậy là mình sẽ set cái chế độ open. Rồi cái này là yêu cầu hả? Requirement là yêu cầu. Không master point. Cái điểm. Điểm gì vậy ta? Mình nên để điểm bao nhiêu nhờ? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Rồi hơi bị nhiều điểm luôn. Chắc mình để tầm 2.000 thôi. Hay 1.000 ta? Mình không biết để bao nhiêu là đúng luôn á. Ngàn thôi. Cái này chắc là yêu cầu vô hội nhóm mà ta. Vậy 1.000 điểm thôi ha. Để mình xem mấy hội nhóm khác như thế nào. Wow, một đống nhóm luôn mọi người à. Nhưng mà mình không tham gia, mình phải tự tạo nhóm riêng của mình chứ đúng không? Đó, thấy chưa, quá trời nhóm luôn. Mình mình có quyền xem nè. Nhưng mà đa số người ta ít hoạt động ha. Mình thấy điểm có không à. Còn cái này là my profile, là cái thông tin của mình nè, mấy con rồng của mình đó. Có nhiều đây rồng thôi, quá cùi. Duy nhất một con cấp L luôn. Ranking là cái bảng xếp hạng hả ta? Đây. Bảng xếp hạng Master Point là điểm cao nhất hả? Quá trời luôn nè. Người ta score điểm 900 mấy k luôn. Thành viên đồ các kiểu luôn. À, để được icon mọi người ạ. Ok, mình sẽ để icon lắc cờ Việt Nam đi ha. Này mình chơi game nước ngoài mà mình phải để lá cờ Việt Nam cho người ta biết mình người Việt. Ok đâu rồi, cái lá cờ Việt Nam đâu rồi, không thấy luôn. Để lá cờ Việt Nam nghe chứ, để nhầm lá cờ Trung Quốc là toàn luôn ấy. Đây đây, ở cuối cùng luôn đó. Rồi như Garden YouTube, một cái lá cờ Việt Nam. Cái này mình để điểm không thôi ha. Rồi tạo là 300.000 tiền luôn nè. Rồi rồi, bữa nay tiêu tiền hơi nhiều nhờ. Bữa nay ngày tiêu tiền hơi nhiều. Nãy tiền lên tới 1 triệu luôn á. Mà giờ tiền nó giảm bớt rồi đó. Đúng xài tiền nhiều luôn. Lâu lâu vô game cái biết xài tiền thôi. Lâu lâu vô game biết xài tiền thôi. Thường ngày cứ chơi. Thường ngày cứ chơi vô là xài tiền luôn. Rồi ok. Thì mọi người mà có xem đến cuối video thì mọi người sẽ biết là cái nhóm của mình nó tên gì. Mọi người có thể kiếm ra mà. Đây. Để mình thử kiếm cho mọi người xem nha. Sạch là kiếm, tìm kiếm đây. Đó, giờ mình sẽ kiếm thử nha mọi người. Kiếm là Nhi Garden YouTube. Không, Nhi Garden thôi cũng được rồi. Nếu mà lười bấm chữ YouTube. Đây đây, lướt nè, đây đây. Mọi người thấy không, thấy không, thấy không. Mình ship cũng cuối này chứ bộ. Tại không có thành viên mọi người à. Rồi, nói chung là mọi người mà có xem tới đây thì mọi người nhớ vào ngay game luôn. Và tham gia cái nhóm của mình.
Ok, còn bây giờ thì video nó cũng khá là dài cho nên là mình phải dừng video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye mọi người nha.